Chính Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm để cường chân vịt hạ cánh an toàn? Kể từ khi bộc lộ ý đồ thâu tóm quyền lực trong đảng, cựu Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm được cho là có tham vọng tạo thanh các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, vốn là tay chân thân tính của Tổng Bí thư Trọng. Và đây là hình ông Bùi Văn Cường. Tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1, cho chức tổng bí thư, sang thăm Bắc Kinh, ý kiến ông Tập Cận Bình. Ngày 16 tháng 4, khi chuyên cơ của Huệ Vương về đến sân bay nội bài Hà Nội, lập tức trợ lý của Chủ tịch Huệ, ông Phạm Thái Hà, đã bị Bộ Công an câu lưu. Phải đến ngày 22 tháng 4, Bộ Công an mới công bố lệnh khởi tố và bắt giữ đối với ông Hà. Lý do ông Hà đã nhận một khoản hối lộ lớn lên đến 2,2 ngàn tỷ đồng, khoảng 80 triệu đô la Mỹ từ tập đoàn Thuận An. Nhưng theo quy định, ông Vương Đình Huệ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Ngày 2 tháng 5, ông Vương Đình Huệ bị trước chức, chủ tịch quốc hội và tất cả các chức vụ khác trong bộ máy đảng và chính quyền. Ngày sau đó, công luận đã rộ lên những đồng đoán cho rằng các nhân vật lãnh đạo chủ chốt của phe Ngày An, Hà Tĩnh sẽ bị tống vào lò việc Bộ Công an khởi tố bắt giam Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, một nhân vật thân cận của trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đã cho thấy quyết tâm của ông Tô Lâm. Mới đây, ngày 25 tháng 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội. Đây cũng được cho là kết quả của kế hoạch triệt hạ tay chân thân tính của ông Vương Đình Huệ từ trước đến nay. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Ông Bùi Văn Cường là một chính khách đầy tai tiếng với nghi vấn về bằng tiến sĩ. Năm 2020, khi đang là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, ông đã bị tố cáo đạo văn trong luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, ông Cường đã sử dụng quyền lực của mình chỉ đạo công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ và xử lý những người tố cáo ông về tội vô khống kể cả tạp chí môi trường và xã hội do đăng tải một bài viết cáo buộc ông Cường, đạo luận án tiến sĩ, đã bị Bộ Thông tin Truyền thông phạt 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép 2 tháng vì nói sai sự thật. Trước khi ông Cường bị xử lý kỷ luật, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về những sai phạm của ban lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An. Đó là gói thầu số 3 khởi công ngày 9 tháng 12 năm 2021, thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Cho dù ông Cường đã rời ghế bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk trước ngày khởi công, nhưng giai đoạn đấu thầu, chấm thầu và công bố kết quả đấu thầu đều do ông Cường quyết định trên cương vị bí thư tỉnh ủy. Tuy nhiên, số tiền mà ông Bùi Văn Cường đã nhận hối lộ từ tập đoàn Thuận An vẫn chưa được công bố cụ thể. Và đây là hình ông Trần Cẩm Tú. Dù có những sai phạm lớn như vừa kể, Chủ tịch Vương Đình Huệ vẫn kéo ông Bùi Văn Cường về Quốc hội để giữ chức tổng thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng Quốc hội khóa 15. Việc Bộ Công an xử lý ông Cường được cho là nhắm đến một trợ thủ đắc lực của ông Vương Đình Huệ. Tuy nhiên đến nay, thế cuộc hình như đã đảo chiều. Các phe phái chống lại Tổng bí thư Tô Lâm trong đảng đã thắt chặt sự liên kết dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh trong quân đội, cùng với việc ông Trần Cẩm Tú trở thành thường trực ban bí thư, kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, vươn lên vị trí số 5 trong đảng. Phải chăng đây là lý do đã buộc tổng bí thư Tô Lâm đã phải dơ cao đánh khẽ với ông Cường, tiến sĩ chân vịt và để ông Bùi Văn Cường được hạ cánh an toàn hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm để cường chân vịt hạ cánh an toàn? Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hạ võ văn thưởng Vương Đình Huệ đến lúc Tô Tổng cho sơi tái sân sau Đánh rắn phải đánh cho dập đầu dây mơ rễ má của Vương Đình Huệ hiện nay đang là miếng mồi ngon cho Tô Lâm sơi tái Chế độ này vốn đã tạo ra quan tham khắp nơi nay lại thêm thành phần dùng quyền lực để trấn lột lại những quan tham bại trận dưới tay họ. Thực tế, chuyện này đã tồn tại từ lâu trong lòng chế độ, có điều nó diễn ra âm thầm. Đằng ra sao hậu trường chính trị? Hiểu Nôm Na là trấn lột của trấn lột, mà điển hình là các vụ chuyến bay giải cứu hay Việt Á vừa qua. Rồi đây những sân sau của Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, võ văn thưởng đều sẽ phải móc hết số tiền đã vơ vét từ người dân để dâng lên cho lực lượng điều tra, tòa án vân vân để mua lấy những bản án nhẹ hơn so với tội lỗi. Mới đây báo chí cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành kê biên công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn thu giữ được hơn 315 tỷ đồng, 534 cây vàng 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại. Và đây là hình giờ là lúc Tô Lâm soi tái sân sau Vương Định Huệ. Rất có thể đây chưa phải là toàn bộ tài sản của tập đoàn Phúc Sơn, bởi những thứ nhà chức trách phát hiện chỉ là phần nổi. Và cũng rất có thể bên chiến thắng chỉ đưa lên mặt báo phần nào đấy để nạn nhân tự biết mà lo liệu sao cho hợp tình hợp lý. Nếu không biết điều, họ có thể tịch biên thêm, khiến tập đoàn này không còn gì để giữ lại. Dẫu đổ bìm leo võ văn thưởng ngã ngựa thì các thành phần đang có quyền tranh thủ trấn lột lại để kiếm chác đây là cách ăn mà luật pháp rất khó sợ đến dẫu đổ bìm leo võ văn thưởng ngã ngựa thì các thành phần đang có quyền tranh thủ trấn lột lại để kiếm chác đây là cách ăn mà luật pháp rất khó sợ đến bởi kẻ bị thịt được xã hội mặc định là thành phần phạm pháp chẳng ai bên vực tham nhũng trong chế độ này không thể diệt trừ phần lớn cũng vì tồn tại một thứ thị trường buôn án sau bức mạng công lý. Đây là hình thức cá lớn nuốt cá bé. Tuy vậy, những quan chức trong chế độ này vẫn không chuộng tay là vì sao? Nếu một quan tham ăn bạo mà không bị lộ, thì tất nhiên họ có được khối tài sản khổng lồ, con cháu họ ăn nhiều đời không hết. Đồng thời, con cái họ cũng được hưởng đặc quyền cha truyền con nói bị lộ và phải vào tù, quan tham vẫn dư tiền để đúc lót, mua án. Phần tài sản còn lại, con cháu họ cũng ăn nhiều đời không hết. Vậy nên, dù bị lộ hay không, thì họ đều có lợi. Những quan chức bị đi tù, hầu hết là ủy viên Trung ương đảng trở xuống. Còn đến cỡ ủy viên Bộ Chính trị, thì có một loại luật bất thành văn là họ vẫn được miễn nhiễm đối với nhà tù. Sau khi ngã ngựa, là lúc họ có cơ hội để hưởng thụ thành quả mà họ đã vơ vét trong bao nhiêu năm. Dù là không còn quyền lực, họ cũng không như thường dân, vẫn hưởng rất nhiều đặc quyền, đặc lợi, mặc dù thực chất họ là tội phạm. Và đây là hình chỉ có sân sau bị thịt, còn Vương Đình Huệ vẫn được hưởng thành quả mà ông vơ vét được. Từ Khi còn là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, thì luật pháp đã không thể sợ vào tô lâm. Vụ án Mobifone mua AVG bị phanh phui tuy nhiên phần dính líu đến Tô Lâm thì được đậy lại. Vậy thì khi Tô Lâm đã lên đến chức tổng bí thư, còn thế lực nào, thứ luật nào có thể sợ tới ông được? Mặt trái của chính quyền này là việc cướp bóc, trấn lột theo nhiều tầng. Tầng trên cao cướp lại của những tầng thấp hơn. Trong tòa tháp nhiều tầng này, Tô Lâm và nhóm hưng yên của ông đang ở trên cùng. Nghĩa là chỉ có ông cướp được của những kẻ khác, mà không sợ bị bất kỳ ai cướp lại. Vụ án trương mỹ lan có vẻ như cũng là một loại bị trấn lột, rất có thể các quan chức từng dính líu đến bà lan được thoát là bởi họ biết cách dâng một phần tài sản mà họ cướp được khi còn nắm quyền để được yên thân. Bản thân bà lan cũng vậy, bà cũng phải trả một cái giá nào đó khiến bộ máy tố tụng cảm thấy hài lòng thì bà sẽ thoát, sẽ là tốt cho bà nếu tìm đến được văn phòng trung ương đảng mà đút lót cho người cao nhất. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hạ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ đến lúc tô tổng cho sơi tái sân sau.